ở nhiều người dĩ nhiên người ta không có biết. Những người đó đa số là những người học thức cao, lý do là vì họ quá bận với cái học thức của họ, quá bận với cái suy tư về cái trình độ của họ, quá bận với cái đồng lương cao của họ và cái trách nhiệm và cái công việc ở cái hãng, nên họ không có đủ thời giờ để mà tìm hiểu một cái gì cao siêu hơn, cao siêu mà lại không ra tiền, mà lại không có chứng minh, cho nên ít ai tìm hiểu. Thì từ đó nó mới sanh ra cái thế giới này upside down, xáo trộn như vậy, là cũng bởi do ít có người tìm hiểu. Thì từ đó cha mẹ mới sai phụ đầu thai xuống thế gian để làm chuyển lương thánh dương, một người con trời. Chú phụ cũng là ông trời, mà ông trời con thiệt mà. Nó nói ba sáu ông trời, cái danh từ thôi. Thì cũng giống như me rồi lên thống đốc vậy đó. Thì trên kia mỗi một tầng trời có nhiều khu vực trong vũ trụ bao la, mà cha là cha trời của vũ trụ, chú phụ là trời của một nhà nhỏ, cho nên phụ cũng có tiên túng nữa. Tức là trong các con cũng có một số là tiên chúng sư phụ cho nó thì con mà. Chứ không phải là người thế gian không có đủ danh từ để mà hiểu, trong kinh cũng không có nói rõ. Thì từ đó sư phụ là người nó có rất là nhiều ông trời. Cha là trong mỗi tầng trời có nhiều trời nhỏ nhỏ, rồi mỗi tầng trời có môn trời bự được tới tầng 36 là cha là lớn nhất, cai quản xuống hết tất cả đằng kia. Tầng 36 không có không gian, không có thời gian, gọi là tầng đại niết bàn. Người không có già, cho nó người không có già, không bao giờ già, cũng không bao giờ chết. Khi chúng ta ở trên đó mà chúng ta trên đó cũng phải ngồi thiền, cha cũng có lúc phải ngồi thiền, cha chỉ là ngồi thiền một chút thôi. À, cái thế giới này thiên ma nó xuống nó làm xáo trộn của cái quả địa cầu chúng ta này, dòng linh á chiều á là bắt ảnh đuổi hết, biết mình thì đấy mừng lắm, bây giờ đứng đầy ngoài đó. Nhưng mà từ bức tường này ra ngoài vô đây thôi, với ông hộ pháp ở trong này nè, cái ông mà cầm kiếm thì vụ hay thường tiếp xúc với ổng, coi chỗ này thì ổng không có để dòng linh vô trong khu vực này, để nó ở ngoài đó. Họ cũng như người chúng ta, họ cũng thích nghe sư phụ nói chuyện, họ còn thích sư phụ hơn là người sống thích. Mỗi lần sư phụ tới giống như bóng đèn vậy, thì sư phụ có bảy dòng hầu quan mà, thì họ đến để mà họ được có cái sự khí dương. Rồi đó là lý do tại sao có những đứa đệ tử họ thiên ở xa, một lại Việt Nam qua mấy clip mấy con quay có nhiều người sẽ nghe, họ không có biết, họ không biết cái quy tắc. Quy tắc là trước mặt sư phụ hiện giờ mấy con không thấy ai đúng không, thật sự có 1, 2 sau lưng này nè, 4 còn mấy vị trên này nè, 5 á. Thì mấy vị cứ nói là đừng có đụng vô người của mấy vị này, phải 6 feet, ít nhất 6 feet của mình đó. Là đừng có chạy, đừng có tới gần cái phụ. Nhưng mà mấy người ở xa tới hâm mộ quá, hâm mộ kiểu quên, mỗi lần xuống ba nó chạy về Thiên Long Sơn gặp thua rồi cũng chạy tới ôm không á, cái thù phải né. Tại vì thù sợ mấy người đó bị phạm thượng, mấy gì mà mất đi một cái blessing, một cái lucky của một cái chuyến đi, con hiểu không? Bên vô tình mấy con không có hiểu đâu, cái thù né. Né cái người đó, cái mấy bác đó cứ nghĩ là giống như phụ cao kiểu không, rồi cái lẫy giận, con nghĩ con giận Phật, con lẫy Phật, ai lỗ mà. Đối với phụ mà giận á là vẫn còn cái ngã, ở lại đi con, khi nào mà đừng có lẫy mà đừng có giận với phụ, đứa đó là bắt đầu á, phụ thương rồi đó, là được về trời đó. Hiểu chưa? Thế dùng mà. À, có những người vậy đó, tức là thích hợp thiên, thích thiên tướng kỵ, thích được hết, nhưng mà không có chịu tu tập đó.
Đó là lý do tại sao Hữu cứ khuyên hoài à, đứa nào mà không có tu tập á thì từ từ đó, cái hào quang mấy con sẽ mất đi, nó không có mát trên hào quang nữa. Còn những nước mà gần cho phụ xung quanh có ngại là EVD, giống như gần cho phụ cũng giống như là cái lò rửa này, lúc nào cũng sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ thì nó có cái điển quang với nhau, cái tầng trường con người mình nó có cái đó. Cả vợ chồng cũng vậy, lúc mà hai vợ chồng còn mình nói giống như hai chồng hè lường phố dân chơi đi, gặp nhau cũng thương nhớ, tại vì đó là hai cái điểm trượt hợp nhau à. Nhưng mà đến lúc mà một người vợ người chồng bắt đầu hiền hiền rồi, bắt đầu đi chùa tu tập thì một người thay đổi cái hầu an. Khi bắt đầu cái người mà biết đi chùa, biết cầm cuốn kinh đọc, thay đổi hầu an thì tự nhiên hầu an sáng lên, nó bắt đầu nhìn lại cái ông chồng của mình á, giống như là xưa giờ tôi hung ông nghe ông đọc hay là đại khái mà hôi hát miệng nó uống bia hôi rồi không chỉ trà răng rồi đại khái bắt đầu nghĩ là đủ cách để mình chê trọng. Tức là khi con người mình thanh tịnh cũng giống như nãy, thật sự phụ ra phụ ngửi cái gì phụ cũng ngửi, lỗ mũi cũng thích chút xíu cũng thích nữa. Thì con người tu tập nó khác người không có tu tập là rõ lắm. Nhưng nhiều người nói ồ tu không phải tu, nó là thiệt đó, là sửa đổi, là một cái process. Giống như con rửa, con chip hay wafer hay giặt áo, con phải bỏ nước tẩy, con phải bỏ máy giặt, con bấm giờ. Con người chúng ta nó cũng vậy. Còn nếu mà chúng ta không có vô nhập pháp, không có thanh tịnh, chúng ta không có làm gì hết, chúng ta ngày nào cái mai nó cũng giống như cái da mình đóng bụi đóng đất vậy lên. Cái đầu của mình cũng vậy nè, ngày nào mình không quên hết là mình cũng một đống trong đó. Mình coi cái chương trình gì, YouTube gì ở nào mình cũng không có thích hết, rồi mình cứ nhảy hoài, là lúc đó mình rối trí thì nó không. Lúc đó thì bộ chỉ yêu cầu các con á ngồi thiền, go get back yourself. Vì các con có hai người, đa số mà các con không có biết, chúng ta có hai người, hai thể. Một cái là sát phàm chạy theo mặt đời, còn một cái là cái linh hồn cha cho chúng ta, nó đang nằm ẩn trong này. Nhưng mà mình cứ quên này hoài, quên thiên tử thiệt, cứ chạy theo thiên tử kiệt này. Cho nên cha mẹ bắt con bữa giờ con tưng quá, rồi con vô con ngồi lại sắp làm chuyện lớn, rồi xin lại sẵn là lại dám hối sinh cho thế giới đại khái là gì đó. Thì lâu lâu á, thay vì mình có hai tình đi về cây xanh, thay vì chọn đi bãi biển, đi chỗ này chỗ kia, đi Washington DC thăm cái giết trì whatever, hay đi Vancouver thăm vườn hoa nữa, mệt, ở trong nhà, ngồi trong nhà nấu ăn với chồng con, rồi làm bánh làm này làm kia, vậy mới hạnh phúc hơn á. Khỏi phải đi nắng đi mưa, mặc áo lạnh rồi qua ly rồi chờ phi trường, là hôm nghe là gặp mà tiếp máy bay đáp được nữa, nó còn khổ nữa. Nhưng ngược lại, các con ở phi trường tiếp hay là mua vé máy bay mà qua đây, nó cũng hơi là đáng. Là gì? Thứ nhất, không phải phụ nói để mà mấy con thương phụ thêm, ít nhất con cũng về con trình cái mặt của con, tôi là tiên nữ trên trời xuống về để trình diện cha mẹ, tức là lên thiên long thánh. Tại vì thiên biết mấy vị là một cái siêu computer, mấy con ở xa về là mấy vị biết cái đứa con này nó xuống trần nữa còn nhớ cha nhớ mẹ. Chứ trong kinh địa mẫu mấy con đọc trẻ nhiễm mùi con quay dây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi căm, mấy con không về thiên long sơn ba năm sau mấy con cũng giống như một đám lọ len mà người đời đi ngoài đó, bị bụi bụi lắm, cả cái đầu óc mình cũng bị, cái da thở mình cũng bị. Đó là lý do rửa rồi là về thiên long sơn tắm rửa. Còn gặp thiên sư phụ thì là bonus, và không gặp thì cũng không sao. Thì chúng ta có hai thể, thì chúng ta biết đi tắm cho cái xác phàm, thì chúng ta cũng phải biết đi tắm cho cái hồn vậy. Mà tắm cho cái hồn là bằng cách nào? Có nhiều cách tắm, mà tắm cho cái hồn nó khó hơn tắm cho cái xác. Mình cầm cái nhang, mình đốt 36 cái nhang, 36 cái tượng trên thiên long sơn chưa phải là tắm.
giống như là để mà điểm danh thôi. Tắm là phải lên ngồi thiền ít nhất, phải có người không có người, không có người càng tốt. Lên ngồi trong điện mẫu, ngồi ông đốc cái băng đá nào chẳng. Ngồi thiền rồi xong rồi đọc kinh, tự làm vậy đó, không có cần phải bè, cũng không cần phải đâm gì hết. Tu đâu cần bè thôi. Giờ nữa con cần tới nghiệp con về trời á, lúc mà con nằm trong cái phòng ICU một mình á, giỏi lắm là mấy người họ thiên hay cha mẹ anh em con cái thương dữ lắm, ngồi mà biết cổng chích cửa là dữ lắm rồi. Ở trong kia con đau đớn chích nhói ống đâm tùm lum, rồi nhúc nhích cái tay cũng nhúc không được, muốn uống miếng nước cũng không được, thì chỉ lệ thuộc vào con nhỏ y tá. Mà có lúc nó coi 4 năm bệnh nhân mình mong nó tới chỗ mình, lúc đó mình cũng ngắt nước cũng chết. Nên mình phải nghĩ tới cái đó, mình phải tự tập sống một mình trong lúc này để mà prepare cho những thời khắc đó. Khi thần hồn của mình mà không bị hoang mang, không có sợ sợ, vững như là sừng tê giác, đứng thẳng giữa trời, thì lúc đó cái con sẽ bảo đảm thiên tướng kiệt. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha ơi, con sắp sửa học xong rồi, con thi đậu rồi. Tự mình an ủi mình bằng những cái suy nghĩ của mình, nó là thiệt mà. Giống như bữa Thảo chia sẻ, mẹ của Thảo đó là thật á. Chứ hồi nói chuyện được, gặp được, giờ chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới vô hình là chỉ có Thiên Long Sơn này. Giờ đưa người về trời chỉ có Thiên Long Sơn, chỉ có sư phụ đưa được. Còn mấy ông thầy sư phụ không biết là có đưa được hay không, nhưng mà cũng không có gì certified, cũng không có đi trở lại nữa. Còn bây giờ giống nhân chính đây, sư phụ bữa nào nó nhớ má, bữa nào con nhớ má, nói sư phụ biết để cho con nói chuyện với má không. Tại bả là bà tiên, bả lên bả xuống tự tạm, cũng giống như ba của Trang à, mới tình đoàn ông nói sư phụ Tết nay sư phụ cho tụi con về ăn Tết chung với họ Thiên. Ủa, đệ tử đi theo Đức Thầy rồi không? Đức Thầy cũng có ăn Tết của Đức Thầy, nhưng mà con cũng muốn về ăn Tết chung họ Thiên. Tức là ba anh Trang ổng chết rồi, ổng còn nói vậy. Thế họ Thiên chúng ta chết rồi hả? Chết là lãnh nhiệm vụ kế tiếp, sau này cũng vậy. Sư phụ sẽ không bao giờ chết. Giỏi lắm cái xác này không còn xài được thì thôi, nhưng mà sư phụ không còn cái xác. Mấy con kêu hả, tới còn lẹ hơn nữa. Đứa nào mà không xong hả, ký đầu liền. Nãy nhận nghe là ngân nghe là tiên nữa, đúng rồi. Có xác thì các con còn khó gặp chứ không có xác, chỉ cần khởi tâm thôi là thu tới liền. Cũng giống về thì mỗi lần sư phụ khởi tâm là mấy gì tới liền. Vậy thôi, rất là lè. Đó là lý do tại sao vụ không có muốn nhân gian đến sau này làm tượng thờ hay là hình gì đó. Có để hình trên tường giống như là kỷ niệm vụ mình thôi. Vụ xuống đây chỉ là người truyền tin làm nhiệm vụ cho cha thôi. Mình muốn thắng, mình muốn xin cái gì á, tại chứ mấy con phải kiếm ai? Kiếm người muốn mượn tiền là kiếm nhà băng đúng không? Rồi ở trong gia đình mình muốn làm gì phải xin ba mình đúng không? Chứ là xin anh đâu có quyền. Thù lạnh của mấy con xin cha có tiền nè, cha có quyền nè, cha quyết định cái sinh mệnh sống chết của mình nè. Tại vì cha tạo cho mình. Còn cha đâu có, cha phải coi 3.000 quả địa cầu cả cái vũ trụ. Cha đâu có suốt đêm mang cái thân người mà như ấy đừng quay phạm với cha đâu. Để con này nó lôi trội cảnh xuống đây cho chịu khổ. Thôi chịu khổ chúng sanh á là cục cưng bất nghe cái khổ của nhân loại. Chứ ai khổ hơn sư phụ mà. Mấy con hiểu rồi. Chứ không phải nhìn thấy bây giờ là tưởng sư phụ sướng. Chỉ có giờ là được. Chỉ thấy mớ họ Thiên tinh tấn đọc kinh là sư phụ vui. Đứa nào mà họ Thiên mà chịu đọc kinh, chịu biết nói những cái gì,
cái hiểu biết của mình mà nói thật đó nghe, không có cần, tại vì họ tin chúng ta là duyên duyên tự nhiên, cũng ngoan cán, cũng không ban bợ. Mấy con có cảm ứng gì, linh diệu gì, hay là cuộc đời sống nó không thay đổi gì, cứ nói trên mạng, nhưng mà mỗi đứa tỉnh cũng phải có cái trang Facebook. Đứa mà không biết đánh chữ mà dốt cũng share mấy bài của mấy đứa này nè, ví dụ như Võ Văn Trà giờ cũng độ được nhiều chúng sanh. Đứa nào cũng có thể độ được. Chứ còn nếu mà mình không làm giống như dạng ích kỷ cũng không. Bây giờ còn một cái kho tàng quý báu, một cái đường về trời cực kỳ rộng mở, thiên đàng mở cửa vô nhân dân, địa ngục vô môn, nó cả đống quỷ nó tìm ấy, không ai đó là quỷ không, thì mấy con biết được cửa thiên đàng thì chỉ người ta, mình đâu có mất cái gì. Thì mở trang để xe mấy cái bài, giống như cái ông bạn nãy gặp không, ổng đâu có hiểu gì đâu, nó ổng có thuộc loại mà kiếm cận mà năm loại mà khó độ, trí thức, nhưng mà trí thức của thế gian, còn trí thức xuất thế gian là một chuyện khác nha. Đó là tại sao trong đạo chúng ta thưa bộ không có đặt cái luật này, mà bên Phật họ đặt là ai vô chùa 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi là tu 3 năm là ít nhất cũng đọc Đại Bi Lăng Nghiêm rào rào đúng không? Rồi cái ông 70 tuổi ông vừa vô ngày đầu tiên đâu biết gì. Cái thằng 8 tuổi mày dạy cho ổng, dạy cho ông 70 tuổi, ông 70 tuổi kêu thằng 8 tuổi lại gì vậy? Quên. Đúng không? Thôi Minh, còn mình nó cũng hơi kỳ, nhưng mà luật Phật vậy đó. Cho nên cái học suốt thế gian á là mới tích. Còn cái học thế gian này ồ, dòng ngoài thôi, không có thiệt, là giả. Cũng giống như từ xưa giờ năm nay thụ lên mạng á, chỉ là nó vẫn vơ mấy gì đó mà lâu nay cái tự chỉ là mới để cái móc lên, bắt đầu là thiệt nè, không có vũng vơ nữa mà là thiệt rồi, thì bắt đầu mới vô thiệt rồi. Thì nếu không thiệt lùa vào ôm ông cũng bị quê nghe, chết cũng bị quê nghe, nọc từ đêm nhất cũng bị quê nghe, Kinh Khải Quyền á cũng phải đóng luôn á, tại toàn là tiên tri chuyển lưng thánh dương tái sanh không à. Rồi ông Nhận Trình nè nghe, thì sư giải bóng khoai nè nghe, rồi đức thầy thầy Tây An nè nghe, rồi học chùm, tức là tất cả những tiên tri đều nói về sư phụ chuyển lưng đánh như chuyển là chuyển kiếp, chuyển tức là ở nhà một cái thời đại, cũng giống như ngày xưa chúng ta không có cái điện thoại smartphone này, chúng ta xài mấy cái lỗ tủ kêu là gì ta, bấm rồi tôi nhớ đã à, chuyển qua cái là smartphone rồi vô Google rồi net rồi quá trời luôn, FaceTime rồi xứ điện thoại cái xứ màn hình những chút bẻ mà nhớ không, vậy mà ai cũng quý cái điện thoại ở Việt Nam trộn ai móc ra cái là giống như là phe cũ vậy đó, nó còn nhớ không? Thì ở cái thời đại chúng ta cũng vậy, mình sắp sửa dục cái điện thoại đó rồi, sắp sửa dục cái đời thói nát này rồi, sắp sửa dục cái khổ rồi, sắp sửa dục hết mấy thằng khùng ngu mà giặt đánh giặt tao giết mày, mày giết tao tối ngày ngoài kia bên Trung Đông nè, rồi bên Bắc Hàn nè, rồi với Ukraine với Nga nè, rồi mấy thằng Mỹ nè, chuyện có nó không, chuyện không nó có. Thì chúng ta sắp sửa dục cái đó bằng bền, cũng giống như chúng ta sắp sửa dục cái phone Nokia vậy đó, là chúng ta sắp sửa qua cái smartphone, vì cái tần số nó ở trên cha nâng lên. Nhưng mà người mà để mà làm cho tất cả 8 tỷ cái bộ não mà chuyển qua cái smartphone đâu phải dễ ta. Cậu bây giờ cái nhiều bác lớn tuổi ấy, qua điện thoại này xài cũng đâu có được, nhưng mà bấm nhất cũng quen thôi. À, tôi thích xài Nokia, bấm, có nhiều người Việt Nam vậy. Thì chỉ có con của trời mới xuống, mới làm được chuyện này. Ở trên trời thì sư phụ là ông trời con, tại con của cha là trời con, cũng là một vị vua. Đối với thế gian này là mua của tất cả các vị vua của thế gian. Tại có một lần họ nằm mơ thấy mấy ông vua Việt Nam thấy đứng chung 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 dưới chân quỳ không. Sư phụ đứng kế bên cha, không biết ông quỳ cha quỳ sư phụ nữa. À, nhưng mà đứng, mấy ông quỳ. À, mỗi ông có tướng nè, có cung phi mỹ nữ, chung chung điệp điệp.
con coi giống như một cái thanh sờn thấy đầu người đúng không? Mặc áo vàng lông bào thì chuyển lên Thánh Dương làm vậy để mà làm qua một cái xã hội mới. Cái xã hội chúng ta nó cũng y như ở trên trời, coi chúng ta giống như nuôi đám gà vậy đó. Kỳ này mình thử giống gà này phải không? Thì không nó ấy rồi, bắt đầu mình đem mình bỏ mình lai giống á cho nó lên khác, rồi cho nó chút xíu tốc độ khác. Bữa giờ nó hăng say đấu nhau lại kia, rồi giờ thảy ra một cái phương trình mới để mà mình nâng cấp cái trí tuệ của mình. Mục đích của cha là cho chúng ta nâng cấp cái trí tuệ, mà nâng cấp theo kiểu hiền từ nghe, chứ không phải nâng cấp với kiểu mà ác. Ác là nó chỉ có cho cá nhân, còn nâng cấp cho cái hiền từ là cái thế giới này sẽ không có ai, không có quốc gia nào trong tương lai chế vũ khí. Thì đó là một cái phương án mới mà Hội đồng Sư Phật, cha, chư Bồ Tát, Thánh Thần đã lập trình sẵn rồi. Bây giờ chúng ta là người ngồi đây, là người đang đóng cuộc phim này. Mấy vị là đạo diễn, nhờ mấy vị đã biết chuyện nó đi tới đâu, ngày giờ mấy vị đều biết hết. Thì cuộc phim hôm nay sẽ được kết thúc cái màn khổ, năm cái khổ: đói, kinh tế, bệnh dịch, chiến tranh đó. Rồi năm cái ác trên thế gian này thì cũng có nói, đứa nào làm cái clip đó, bỏ ba lần năm năm ba loại năm đó, năm kiếm cạnh, năm cái ác, năm cái gì đó, để thành một cái trang cho cả diễn nhé. Mấy đứa nào biết cũng làm mấy cái hình đồ không có biết. Thì cái ác mà nguy hiểm nhất là cái tội mà giàu có, thế lực ngầm giàu có. Mình không có nói đây được chẳng 11 gia đình giàu có. Rồi cái ác bom tự sát và đạo cực đoan. Rồi cái ác búa liềm nó có nhiều quốc gia đó, mà xưa liên bang Xô Viết là cầm đầu, mà giờ chỉ còn có 4. Thì cái búa liềm cũng là một loại ác. Thì trong đó có nước Việt nhỏ bé mình là một trong 4 thằng, thì cũng sẽ đi theo tài thế này. Thì chắc ăn luôn á, đi. Bây giờ bắt chậm ẹt loại, đâu có ai thế bắt chậm cả. Cho nên họ sẽ không có trật tự. Trên đánh trên, dưới đánh dưới, giữa đánh giữa, ngang đánh ngang. Nước Việt sẽ còn tiếp tục khổ, sẽ không có cái mùa Tết. Hôm nay là không có Tết 30 mà hoa đồ, không thấy Sài Gòn điều hưu, không thấy từ khắp tất cả các tỉnh thành, Vũng Tàu, mấy cái nơi mà xô bồ cồn hoa cũng điều hưu. Tố nó còn thiếu cái gì? Tại sao điều hưu? Thiếu một thứ, ai cũng biết cái đó. Này có năm thứ là đi chung mà, cơ trời giống như xiết ốc vậy đó, xiết chút. Thiếu một người, thiếu bằng chân của một người bước vô. Bằng chân này là không? Cậu bằng chân sư phụ có cái vàng dưới này. Mấy vị nói luôn ha, thiếu cái bằng chân của sư phụ mà bước vô nước Việt thì sát trụ trên hiền sẽ không bao giờ tung thẳng cánh mà bay. Con nào nhớ nhà quá à, bay lẹ tẻ. Thì và cả thế giới cũng không có ai chơi nữa. Để chơi chỉ có lợi thôi, chứ không phải chơi hết mình nữa. Việt Nam hay là những quốc gia cũng giống như hàng xóm, bạn bè với nhau thôi à. Mày xấu tao chơi cho có lợi. Cho nên nước Việt Nam thiếu bằng chân này. Chứ không phải nói là hay, nhưng mà các vị Thiên Long Bát Bộ, trời Phật không có gia hộ, chỉ làm cho nước Việt chết thì chết sống, thấm ương dở vậy đó. Nhưng mà ngày cái bằng chân này về là lúc đó mấy ông tỉnh ngộ hết, không có đi ký đồng bậy hay hợp đồng đồng bậy, không có đốt củi đốt lò,
bốc da gì nào là tối ngày anh em cứ đấu đá nhau, đem ra đốt củi đốt lò. Thế giới ta ngồi ta cười, ai ta đâu có chịu vô đó mà làm ăn chung hay là đưa tiền cho mượn đâu. Tụi mày không tính nhau, tao mất mất thì cho tụi mày mượn tiền. Một quốc gia cũng như một gia đình thôi, phải đoàn kết. Cái thế gian này con người tham sân si chỉ ba thứ đó mà nó tai hại, mà kinh Phật thì gọi là vô minh. Còn cái tiếng Minh Vụ nói vô minh thời nay nó không có hiểu, họ quên cha mẹ, quên tâm linh, quên xuất thế gian, họ quên họ có cái hồn. Thu gọi cái đó là siêu ngu. Mình nói siêu ngu ha, mình nói ví dụ nha, mình ở đây nước Mỹ, nếu mà ngày xưa đó mà người da trắng đừng có gọi là dùng cái chữ tham dữ ác, đi qua bên Phi Châu bỏ một đống mấy người da đen xuống như bon tàu qua đây để mà làm lao dịch, thì hôm nay mình đâu bị lát lên hay là con thấy không? Cái đó Phật gọi là gì? Gọi là nhân quả. Bây giờ còn nữa, mở cổng biên giới, mà con cứ tưởng tượng mỗi ngày mở cổng biên giới mà con có người Mỹ trắng với người á, sao chúng ta cứ lo đi làm hai khác đâu thích, xanh với đẻ. Còn tụi nó càng nó xanh nhiều, đang lo khen nhiều. Bây giờ dân số càng ngày nó đi ngược lại. Cho nên cuối cùng nước Mỹ sau này sẽ nghèo hơn nước Việt. Trong kinh Đức Thầy có nói khổ hơn. Chúng ta không vậy Việt Nam chúng ta chạy đâu, cái đồng quá ngược lại người ta khác. Giờ gần đó là cũng là chứ cũng không dám nói nhiều, nó đụng chạm cái này nghe, tại nó đụng lắm. Còn mình nói cái này nó không đụng nè. Thấy siêu anh mông cổ thành cát tư hãn cũng tham sân si vừa hung dữ, đánh đông dẹp bắc, đánh ta tới Tây Bá Đệ qua tới Âu Châu, bên kia đánh qua tới nước Việt mình gặp đề nhà Trần qua tấn công ba lần cũng thua, nhưng mà chiếm cân hết quả địa cầu. Dân số thì không có nhiều, cái chia ra chiếm đất rồi đưa dân với đưa quân rồi đến giữ, đến cuối cùng mình sao? Cuối cùng bây giờ dân số bị mất, tại vì qua bên kia ít quá, thì qua một thập niên hai thập niên bên ta đông quá ngược lại. Con có hiểu không? Thầy người Mông Cổ bị cái đó cũng là tham, cái đó cũng là bị quả báo, bị nghiệp. Bây giờ cái bài học đó Trung Cộng cũng vẫn không có bỏ, cũng vẫn là muốn như vậy. Bây giờ cuối cùng đó, cái đảo có chút xíu cũng đi tham. Rồi đến ngày hôm nay á, Hù với Dọ với năm mấy năm nay lên đài lên là tuyên bố là dữ dằn lắm, mà bây giờ rút lui thì bị quê, phải làm tới, làm tới thì chia năm sẽ bảy, không đánh không được, không đánh thì chồng đánh. Ok, ông bữa đó ông nói thì giữ đi, mẹ nó quân đội mà, đúng là lòng tham. Ngược lại 6 triệu chim hiền mà cha với thượng đế thả qua Mỹ, trong đó có một người đó là sư phụ đi theo dòng người đi vượt biên để mà giữ sắp hàng cho đến ngày hôm nay. Khi chúng ta ra đi là vì chúng ta biết chúng ta sống không có được, chúng ta đi tìm sự sống, chứ chúng ta không phải đi là vì tham để mình đi chinh phục quốc gia này, đi đánh chiếm quốc gia nào. Khi chúng ta ra đi, cả những đứa nhỏ sau này nó đi theo diện du học hay là diện PNC hay là diện ODD cũng là mong vì chúng ta không có cái tương lai ở bên kia, đúng không? Khi chúng ta có cái cảm giác mà ra đi như vậy, chúng ta rất là buồn khi mà rời lên phi trường thân nhất. Nhưng mà khi chúng ta xuống phi trường thân thân, chúng ta cũng chẳng có thích gì Mỹ mấy. Những cái tháng đầu thuộc mới bước chân xuống xe hơi dê nè, cầu thôi muốn về Việt Nam mà nhớ nhà. Lúc đó ba anh em đồn bẩm đừng nói chia bên đảo là mình không có cơ hội. Qua Mỹ thì dĩ nhiên mình cũng có máy bay rồi, mình nghĩ là mình có cơ hội mình về. Chẳng ai cũng thích sống những cái thời gian đầu, không ai thích sống ở nước ngoài hết. Thì chúng ta hoài cố hương,
Thì từ đó cho tới ngày hôm nay cái truyền thống, chúng ta vẫn có cái niềm hoài cố. Đó là lý do tại sao hai cái cục diện khác nhau. Chúng ta đi chinh phục khắp toàn cầu hơn người Do Thái, đi từ Âu Châu, bây giờ con đi qua nước Âu Châu là Bỉ nè, Thụy Điển, Hà Lan, Đức, thì khác. Cái nước nào chờ khi bắt được cái nước có người Việt không ta? Bữa hôm sư phụ có mấy đệ tử Alaska nữa đó, chỗ con có bển có một mình á, mở tiệm rồi làm cá mà có một hai gia đình thôi mà cũng qua hết, nhớ bữa hả? Đệ tử Alaska, rồi đệ tử Brazil nữa, trời ơi, qua bển nó tiếng Brazil, có mấy trăm người bên Brazil nữa. Tức là chúng ta chinh phục khắp toàn cầu, nhưng 6 triệu mà bữa nay, bữa giờ vừa nói 5 năm chắc cũng tăng nhân số lên hơi cho 6,5 triệu. Tại Việt Nam mình sanh cũng 2 con 3 con đúng không? Tức là mỗi năm sanh nhiều, sanh nhiều hơn Mỹ trắng một chút. Thì 6,5 triệu, lúc nào cũng hoài cố hơn. Đức Thầy nói là trong mấy cái bài thánh cơ, Đức Thầy có nói chim hiền có sau này sẽ quay quần bay về tổ, thì hết chim già thì tới chim non chắp cánh bay về. Chúng ta khác hơn thành các tư hãng, chúng ta khác hơn những cái nước mà đi tham, đi xâm chiếm người ta rồi cuối cùng cũng bị đồng quán được. Chúng ta không có bị đồng quán, thì chúng ta hàng năm cũng còn có cái Tết, nhớ cái Tết. Cho nên Thiên Long Sơn á, năm nào sau này cũng gán làm cái Tết, gán nấu bánh tét để cho người ta thấy có cái truyền thống. Tại con quay lên là cả thế giới mà. Nhiều lúc á, sư phụ ngồi thiền, rồi có những lúc mà sư cũng break time, ngồi nghĩ nghĩ cuộc đời mình á, còn hơn là phim. Sư phụ nghĩ cả mai ngồi cũng có nghĩ đó. Tại vì phương văn nữa là người cũng giống mấy con đó không, cũng là các bạn. Hơn nữa thì nó không phải, nó lạ. Thì cái mình nghĩ đúng. À, cha cho cái chuyện cực kỳ lạ này ở cái thời đại này để mục đích sau này nhân loại biết là để tam thế chí ta có gửi một thằng con ta, nó là messenger, nó trở lại giống như lời của nó hứa ngày xưa. Để các ngươi không có nhìn ra đừng có hối hận, còn ăn hiếp nó nữa chứ. Trời ơi, thấy nó làm sân khấu đẹp cái ganh tị gửi cái giấy tới cái chuyện. Trời ơi, kiếm chuyện đủ điều. Trời ơi, nó ăn hiếp sư phụ là báo năm nay tiền giấy tờ, tiền luật sư, giấy tờ đâu á, là gần 4 triệu rồi đó hả? 4 triệu con mua được mấy nhiêu đó. Mà cái này giấy tờ luật sư nó ăn không? 4 triệu bạc. Cũng hiếp. Ăn hiếp đi con. Mà ăn hiếp nhiều chừng nào á, là sư phụ đi á, hàng Nga cũng còn sống trên 50 năm sau. Thù điểm không? Con mới 30 mấy tuổi mà. Tức là ngăn cũng còn thêm được 40 năm. Đứa nào cũng sóc dai kia, kể lại hết mấy chuyện này cho hậu thế nghe. Rồi lúc đó đó, người Mỹ á, họ bắt đầu họ mới biết. Trời ơi, ngày nào tôi cũng khắc ngỏng mà tôi đi ăn hiếp ổng. Thì nó hối hận nhiều, thì nó tu nhiều, thì nó sẽ ra theo đạo Thiên Tâm. Đó là lý do là Thiên Tâm nó có cái gì nó cũng phải có cái lý do lớn hơn. Ở trên nói mà, con chịu khổ chừng nào sau này cái ngày mà thống nhất thế giới này theo đạo Thiên Tâm nó lẹ chừng đó. Cho nên nó là mình nhẫn nại chừng nào, mình bị hiếp chừng nào thì càng người ta sau này người ta sẽ trân trọng cao hơn chừng đó. Đó là lý do tại sao mà kinh Đức Thầy nói á, nước Việt bây giờ là nghèo sát mùng tơi mà sau này sẽ là giàu nhất thế giới, rồi hùng cường mạnh nhất thế giới, mạnh cỡ hơn Mỹ nữa, rồi lãnh đạo thế giới nữa. Đó là cái đạo. Chứ ông Trump mà không có giỏi, dĩ nhiên là ông thấy giỏi, ông dẹp hết cái đám ma, đám yêu, đám quỷ, đám tà, đám đầm lầy này, trên thế giới này, ông sẽ làm á. Nhưng mà ông còn bao lâu, ông bảy không? Ông mà có đi rồi á, lại thêm một ông Biden mà kế tiếp lên nữa, còn nghĩ là chúng ta sao sống nổi thứ này? Thế giới nữa, mà nước Mỹ là nước đàn anh, thế giới lúc nào cũng
cũng đi theo nước Mỹ. Nước Mỹ mà yếu thì thế giới cũng chẳng có nước nào sống được yên ổn một ngày, ngủ ngon được, ăn muối cơm mà cho ngon lành. Phải có cái đạo, phải có tiếng nói can thiệp từ thiên thượng, từ thế giới vô hình. Thì đó là tại sao mỗi một cái thời đại ấy, mà khi chuyển luân thánh dương xuống trần thay đổi từ cái Nokia qua cái smartphone, iPhone ấy, nó rất là khó, người phàm khó mà làm được. Thật sự nếu mà sư phụ không có mấy vị dạy mỗi ngày mà kèm sư phụ cũng từ chút từ tốt, sư phụ cũng rất là quải, không có biết làm sao mà để mà làm cho hôm nay có một đống mấy đứa con mà rất là thương sư phụ, tin tưởng để mà làm cái gì dạy. Lúc nào mình phải nói cái gì, lúc nào mình không nên nói cái gì. Nhưng ngược lại, tuổi trẻ bản là cái cột trụ chính, 18-45, nó rất là ghét. Nó không phải ghét, từ nhỏ nó không có quen cái đó. Nó được dạy cái đó là cái kẻ thù vậy đó, bị chói, nhưng mà nó lại là người thiên tâm. Cho nên mấy đứa trên mạng chỉ mình, tức là mình phải uyển chuyển hay không. Lúc lên đây mình ngày đó thôi, rồi bây giờ thì cứ để từ từ thì độ chúng ta nó rất là khó. Nhưng mà mấy đứa phải làm, phải biết cái tâm lý. Ai cũng là quan trọng hết. Chú Hộ là vô biên giới, không có kẻ thù, từ bi không có kẻ thù, cũng không cộng sản, cũng chẳng quốc gia. Nếu mà nói về mặt đời á, rồi mấy bác Hộ nói chú Hộ là mối hèn. Cầu mình cho hộ không có ưa cái thể chế, để cái thể chế làm dân mình nghèo, dân mình đói, dân mình khổ, dân mình không có tương lai, dân mình đi làm con sen còn thế giới, đại khái sanh dùm thế giới luôn. Thì thù không có thích cái thể chế búa liềm,